nóng lạnh là sản phẩm được nhiều gia đình sử dụng hiện nay, nhất là trong thời điểm giao mùa chuyển sang trời đông rét. Tuy nhiên, nếu sử dụng không đúng cách, bình nóng lạnh có thể gây nguy hiểm cho gia đình. Thực tế cũng đã có một số tai nạn do rò rỉ điện từ bình nóng lạnh gây chết người. Bình nóng lạnh là sản phẩm điện gia dụng tiện ích khá phổ biến trong các gia đình hiện nay. Không cần phải mất công đun nấu, nhưng trong gia đình luôn luôn có nước nóng để sử dụng. Đối với gia đình ông Nguyễn Văn Sách ở Trần Nhân Tông, Hai Bà Trưng, Hà Nội, để tiết kiệm điện, ông chỉ sử dụng bình nóng lạnh vào mùa đông, còn mùa hè thì không sử dụng đến. Gia đình ông cũng cố gắng sử dụng bình nóng lạnh chỉ một thời điểm ngắn trong ngày để giảm chi phí tiền sinh hoạt hàng tháng. Tôi mua cái này nóng lạnh được gần 20 năm. Mà tôi chỉ dùng toàn mùa đông, mùa hè không dùng. Dùng mùa đông, mùa hè tốn điện lắm. Thấy người ta dùng xong rồi tôi, trước khi dùng tôi giọt 15 phút. Xong tôi vào tắm thì tôi tắt đi. Đấy, tắm xong tôi lại tắt. Về kiểm tra thì tôi không kiểm tra thì cách đây mấy chục năm để nguyên thế. Nguyên nhân theo tôi là nó rò rỉ là do mình bật cả ngày. Trong khi nó thì ít nước, không có nước, thế là bị dây nó bị hỏng. Đáng nhẽ người ta không dùng nó phải tắt đi thì tốt nhất, nó bền. Trong quá trình sử dụng, vì chưa lần nào bình có dấu hiệu hỏng, nên ông cũng chưa bao giờ tháo bình ra kiểm tra hay xúc rửa lòng bình. Lâu lâu, ông dùng bút thử điện để kiểm tra xem có hiện tượng rò rỉ điện ra ngoài thành bình hay không. Còn bên trong bình thế nào, ông cũng không biết rõ. Để chuẩn bị cho mùa lạnh là mùa cao điểm dùng thiết bị này, các con ông đã gọi một đội thợ chuyên nghiệp đến để kiểm tra chất lượng bình sau hơn chục năm sử dụng. Theo anh Nguyễn Ngọc Hiệp, đội thợ sửa chữa công ty điện tử điện lạnh Bách Khoa, bên cạnh nhu cầu mua bình nóng lạnh tăng cao trong thời điểm mùa lạnh, thì nhu cầu sửa chữa các thiết bị này cũng rất cao. Có những ngày, đội thợ của anh phải thay phiên đi đến gần chục hộ gia đình để sửa chữa các vấn đề liên quan đến bình nóng lạnh. Do tần suất sử dụng cao, thường xuyên của các hộ gia đình mà bình nóng lạnh cũng gặp những vấn đề như mất điện, kém nóng, bị giò nước, có mùi cháy khét. Nhưng nguy hiểm nhất là khi bình nóng lạnh bị giò điện. Trường hợp mình hay gặp phải là thường là sử dụng, đa số là dân mình là sử dụng là cứ bao giờ hỏng thì mới gọi đến thợ. Mà mình là đúng ra là nếu mà nguyên nhân là để mình tránh, phòng tránh được thì mình nên xúc xả bình nóng lạnh 2 năm hoặc 3 năm mình gọi thợ đến xúc xả một lần thì nó tránh cái trường hợp là cặn nó bám vào trong cái sợi đốt. Thứ nhất là nó bám một cái lớp cặn vôi thì nó để trong một thời gian dài nó sẽ bị ăn mòn vào cái sợi đốt đấy, thì nó sẽ bị hở điện, rò điện ra ngoài. Thứ hai nữa là nó bám vào trong cái thành bình ấy thì nó trong quá trình mà nước nó chảy vào nó tạo thành ma sát thì nó sẽ dẫn đến mòn bình, rồi nó dẫn đến bị thủng bình thì nó sẽ giò nước chảy ra ngoài. Những trường hợp mà giò đấy thì lúc nó khắc phục thì nó sẽ khó, nên là mình cứ bảo dưỡng với xúc xả thường xuyên định kỳ trong vòng cứ 2 năm đến 3 năm một lần thì là nó sẽ, thứ nhất là nó đỡ tốn điện, thứ hai là nó đảm bảo cái độ bền cho bình nóng lạnh. Bình gián tiếp là như cái bình này là đang gọi là bình sử dụng gián tiếp, là nước qua nó đun nóng, còn trực tiếp là nước chảy qua đến đâu ra nghĩa là nó nóng ngay. Thực ra là cái bình gián tiếp này thì mới dùng sử dụng được, thứ nhất là nó an toàn, thứ hai là nó dùng được cái độ nóng nó được đảm bảo, chứ cái bình gián tiếp, bình trực tiếp ấy, trực tiếp thì nước nó chảy qua đâu là nó nóng đấy, nếu mà chảy nhanh quá là nó chưa kịp cái độ nóng ấy là nó cũng không, cái đấy thực ra là để chỉ dùng sử dụng để cho mà thường là để cho người rửa, dùng để cho dân dùng để làm rửa bát ấy,
nắp ấy thì dùng ít, chứ còn nếu mà dùng mà tắm như ví dụ cái thời tiết mà rét quá ấy, thì dùng cái đấy thì không không đủ cái độ nóng để mà chạy chậm quá thì nó mới nóng, thì mình người mình đã nói chung là cái đấy là chỉ sử dụng để cho rửa bát thôi. Tưởng rằng chiếc bình nóng lạnh dùng hơn chục năm không thấy hỏng hóc gì là yên tâm. Ông Sách ngạc nhiên khi đội thợ kiểm tra và làm các thao tác xúc rửa bình. Bình có rất nhiều cặn. Đây là canxi và các tạp chất có trong nước kết tạo thành. Ông bảo ai mở nước bắn kín luôn trong bình. Vì không được bảo trì bảo dưỡng thường xuyên nên sợi đốt trong bình nóng lạnh của gia đình ông Sách có nhiều cặn bẩn bám vào dẫn đến han rỉ. Lớp cặn bẩn này bám vào sợi đốt làm giảm hiệu quả hoạt động của bình nước nóng. Thường phải mất nhiều thời gian và hao tổn nhiều điện năng mới có thể làm nóng nguồn nước. Nếu cứ kéo dài, có thể khiến bình gặp các sự cố hư hỏng, khó chữa như bị thủng, chảy nước, giò điện, gây nguy hiểm đến tính mạng người sử dụng. Còn đây nó là cảm sát, đây là nó theo nguồn nước luôn, nó chỉ động, chứa được ít. Thực tế hiện nay, các trường hợp chưa thấy hỏng thì chưa kiểm tra bảo dưỡng như gia đình ông Sách không phải là ít. Vì thế, rất nhiều trường hợp nguy hiểm từ bình nóng lạnh. Lỗi chủ yếu thuộc về người sử dụng. Trong khi đó, theo kinh nghiệm của những người thợ chuyên nghiệp, các thiết bị nóng lạnh sau một thời gian sử dụng đều có thể bị ăn mòn, bong chóc, gây giò điện. Theo thói quen của người Việt là thường là cứ lúc nào gặp sự cố, thứ nhất là không nóng hoặc nước không ra, lúc đấy bắt đầu mới gọi đến thợ. Nhưng theo kỹ thuật mình thì nên mọi người nên chủ động cái đầu vụ rét thì nên quan tâm để ý để xúc xả, thì nó tránh được cái trường hợp giò điện và trường hợp bình nó bị bẩn cặn nó bám vào. Ở miền Bắc, thời điểm vào mùa lạnh cũng là thời điểm nhu cầu mua bình nóng lạnh của các gia đình tăng cao. Hiện nay trên thị trường bình nóng lạnh vô cùng đa dạng, có rất nhiều mẫu mã, chủng loại. Bên cạnh đó là những ưu điểm được các nhà sản xuất chú trọng hơn, đánh vào tâm lý của người tiêu dùng, như bình chứa dung tích lớn, tích hợp các thiết bị chống giật an toàn. Vào mùa đông thì người Việt Nam mình hay đi mua bình nóng lạnh nhiều hơn, nhất là miền Bắc. Cái bình dung tích mà khách hàng hay sử dụng nhất ấy, nó sẽ dao động tầm từ 15 đến 30 lít tùy vào nhu cầu sử dụng của họ. Ví dụ như là 4 người trở lên họ sẽ phải dùng đến tầm 30 lít. Thường thì bên mình bao giờ cũng tư vấn cho khách hàng cái bình là sản phẩm sẽ có chống giật. Cái bộ phận đấy là ngoài khách hàng có thể nhìn thấy được, bộ chống giò điện. Khi có hiện tượng thì bộ chống giò điện này nó sẽ làm nhiệm vụ nhảy tắt điện trong bình. Cái đấy rất là an toàn. Mình còn thường tư vấn thêm cho khách nữa là lên bật bình trước và trước khi vào tắm thì để an toàn 100% thì mình nên tắt điện trước khi vào sử dụng. Nguyên lý hoạt động của bình nóng lạnh giống như chiếc ấm đun nước bằng điện, tức là làm nước nóng bằng điện trở, chính là dây mai so. Nó vào nó đun nóng cái sợi đốt nên thì nó làm nóng nước đủ, tùy theo mình chỉnh cái nhiệt độ ở cái dưa len ấy, mình muốn 60 độ hay 70 độ hay 80 độ thì tùy theo mình chỉnh nó. Nếu mà mình muốn nóng già thì mình chỉnh cho nó nhiệt độ nó cao lên thì nó tầm 90 độ thì nó sẽ ngắt, nó nước nó chảy vào thì nước của nó có hai mé, một cái đầu bên tay phải mình là chiều lạnh vào, nó vào trong bình, và cái chiều bên tay trái mình nó là chiều nóng. Nó đỉnh nó xuống thì là nước đẩy lạnh vào thì nóng nó dâng lên thì nó sẽ chảy xuống ra mình sử dụng. Thường các bình nóng lạnh hiện nay có cảm biến bên trong.
nên người dùng có thể xoay nút để đặt nhiệt độ làm nóng và bình sẽ tự ngắt khi đạt đến nhiệt độ nhất định. Bình nóng lạnh thì về mặt cấu tạo thì bao gồm hai bộ phận chính. Thứ nhất là cái bình chứa, nếu như loại có bình chứa. Thứ hai là bộ phận gian nhiệt. Thế thì để mà phân loại thì bình nóng lạnh sẽ được phân chia làm hai cái đối tượng, hai cái nhóm. Thứ nhất là dùng điện, thứ hai là dùng ga để mà là gian nhiệt. Và cái cách phân loại thứ hai là theo cái dạng là bình có bình chứa và không bình chứa hay là gian nhiệt trực tiếp. Và do đó ở trên thị trường sẽ phổ thông ở với bốn cái loại, sẽ phân chia là bốn cái loại, tức là dùng điện có bình chứa, dùng điện không có bình chứa, dùng ga có bình chứa và dùng ga không có bình chứa. Nước lấy ở phần lạnh sẽ được đưa vào trong bình chứa, và trong bình chứa đó sẽ có một bộ phận gia nhiệt, nó là cái sợi đốt. Và khi mà là người sử dụng cấp điện, bật công tắc để cấp điện cho cái sợi đốt nó phát nóng, thì cái nhiệt lượng sinh ra do sợi đốt đấy nó sẽ được trao đổi với lại là cái lượng nước ở trong bình chứa để làm nước nó nóng lên. Và sau đó khi mà người sử dụng muốn dùng thì nước ở trong bình chứa đã được làm nóng rồi, sẽ được chảy ra ngoài và hòa với phần nước lạnh làm sao cho nó đạt được cái nhiệt độ mà là cần sử dụng của là người sử dụng. Bình nóng lạnh vốn hoạt động nhờ vào nguồn điện. Khi mua bình nóng lạnh, chắc chắn người bán hàng cũng đã có những hướng dẫn, chỉ dẫn cho người sử dụng về những việc làm nên và không nên khi sử dụng bình nóng lạnh, cũng như những cách sử dụng bình nóng lạnh hiệu quả và an toàn. Tuy nhiên, thực tế nhu cầu sử dụng bình nóng lạnh của các gia đình, nhất là trong thời điểm mùa lạnh, là tương đối cao. Đặc biệt ở các gia đình có trẻ nhỏ thì việc bình nóng lạnh luôn luôn được bật để sẵn sàng có nước nóng khi cần là rất phổ biến. Như gia đình chị Đỗ Tuyết Hạnh ở Hoàng Mai, Hà Nội, do nhu cầu sử dụng nên nhà chị lắp hai chiếc bình nóng lạnh, một ở tầng dưới và một ở phòng tắm tầng trên. Và chiếc bình nóng lạnh phục vụ cho nhu cầu tắm rửa sinh hoạt luôn được nhà chị cho hoạt động ở mức tối đa. Nhà tôi thì có hai bình nóng lạnh, một cái thì ở tầng bếp, tôi để ở tầng bếp, một cái thì tôi để ở trên tầng 2 để sử dụng cho việc tắm rửa và vệ sinh hàng ngày. Thì nói chung là vào mùa lạnh thì nhà tôi cũng bật thường xuyên, bật 24/24. Đấy, vì nó có cái dơ le tự ngắt ý, thế đâm ra là nhà tôi cứ bật cả mùa hè cũng như mùa đông, tôi bật 24/24 luôn. Tôi dùng 6 năm rồi, từ lúc về đây lấy chồng được 6 năm rồi thì tôi chưa phải sửa chữa, cũng như là bảo hành, nói chung là tôi cũng không quan tâm về vấn đề sửa chữa và bảo hành lắm. Tại vì dùng mình cũng thấy nó không có vấn đề gì ý, thế đâm ra là tôi chưa phải sửa chữa gì cả. Bình nóng lạnh là một trong những thiết bị gây tốn nhiều điện cho sinh hoạt gia đình, nhất là khi được bật cả ngày. Điều này khá dễ hiểu. Để đun được một thùng nước lạnh khoảng 20 đến 30 lít cần mất nhiều điện. Dù bình bật liên tục thì nhiệt trong bình cũng sẽ giảm dần do sự tỏa nhiệt ra môi trường xung quanh. Khi đó, theo quy tắc, bình lại đun để đạt đến nhiệt độ nào đó. Và mỗi lần như vậy rất tốn điện. Thêm vào đó, việc bật bình nóng lạnh trong thời gian liên tục cũng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho thiết bị cũng như an toàn cho người sử dụng. Bởi thực tế cho thấy, rơ le chỉ có nhiệm vụ điều khiển độ nóng của nước trong bình. Trong quá trình sử dụng, nhiệt độ nước trong bình thấp thì rơ le tự động cấp điện. Khi nhiệt độ nước cao thì rơ le tự động ngắt, chứ rơ le này không có chức năng bảo vệ, chống điện, rò rỉ ra nước. Có bình nóng lạnh nó có sẵn cái chống giật đấy, thì mình sẽ để 24/24 thì mình vẫn sử dụng, không may nó có bị hở điện thì là nó có cái chống giật nó tự ngắt rồi. Còn nếu mà để 24/24 thì mà không có chống giật thì nó sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Còn là cái 24/24 thì đương nhiên là nó sẽ tốn điện hơn, vì là nó trong quá trình là lúc nó hết cái độ nóng ấy thì nó dơ le nó lại đóng lại,
thì là nó không, cái bình mà nó không giữ được nhiệt tốt ấy, thì là nó sẽ lại đóng ngắt lại thì nó tốn điện. Còn nếu mà để mà đảm bảo an toàn vừa đỡ tốn điện thì là sử dụng, nên mình bật trước cái thời gian mình sử dụng khoảng 15-20 phút thì mình xong, mình sau đó mình lại tắt đi thì là thứ nhất là vừa an toàn vừa đỡ tốn điện. Khi mà chúng ta bật cái bình nóng lạnh, bình đun nước nóng ở trong gia đình mà liên tục thì chúng ta sẽ có cái nguồn nước nóng luôn sẵn sàng để cho phục vụ cho việc sử dụng. Đây là cái lợi ích mà chúng ta sẽ đạt được. Tuy nhiên là vì là bình nước nóng sẽ được cấp điện và cái rơ le nhiệt ở bên trong bình nước nóng để đo lường cái nhiệt độ của nước, nó sẽ làm việc liên tục để giám sát cái nhiệt độ của nước. Và khi mà cái lượng nhiệt lượng hoặc là nhiệt độ của nước nó không đảm bảo thì là cái bình nóng lạnh sẽ được bật tự động trở lại để là giảm nhiệt cái nước đó. Thế thì nếu mà chúng ta bật cái bình đun nước nóng đấy liên tục trong ngày thì tất nhiên là cái tiêu thụ điện cho cái bình đó nó sẽ tăng lên. Đấy là điều thứ nhất. Cái thứ hai nữa nó liên quan đến quá trình sử dụng là nếu như mà chúng ta bật cái bình nó liên tục như thế và cái bình nó thuộc dạng cũ ấy, thì cái nguy cơ liên quan đến việc là hỏng cái bình đấy nó sẽ cao hơn. Đó là cái yếu tố thứ hai. Yếu tố thứ ba nữa là cái bình nóng lạnh là một thiết bị tiêu thụ điện có công suất lớn. Và do đó là theo cái nhu cầu sử dụng thì chúng ta vẫn có thể là bật bình nóng theo cái khoảng thời gian mà chúng ta mong muốn. Tuy nhiên là chúng ta nên chọn cái khoảng thời điểm ở trong ngày mà chúng ta bật, ví dụ là sau 8 giờ tối hoặc là từ khoảng là sau 9 giờ sáng đến khoảng trước 11 giờ hoặc là từ là 1 giờ cho đến trước 4 giờ chiều để mà làm sao để mà chúng ta tránh cái thời gian là dùng điện vào giờ cao điểm. Tại vì là bình đun nước nóng thường là một cái thiết bị nó có cái thời gian quán tính tương đối lớn, và do đó nếu mà chúng ta bật bình đun nước mà trước nhưng mà sau đó chúng ta mới sử dụng thì lượng nước ở trong đấy nó vẫn đủ nóng để mà phục vụ nhu cầu của chúng ta, và do đó chúng ta nên có cái sự lựa chọn để làm sao ấy tránh làm tăng cái áp lực liên quan đến cái phần hệ thống cục điện. Cũng như bất cứ thiết bị điện nào, yếu tố đầu tiên cần quan tâm khi sử dụng bình nóng lạnh là bảo đảm tính an toàn, sau đó mới tính đến chuyện tiết kiệm. Những bình nóng lạnh dùng lâu dễ bị giò điện ra vỏ, ra đường ống. Vì thế, nên ngắt điện trước khi sử dụng bình để tránh gặp phải nguy cơ bị điện giật. Đặc biệt, với các loại bình đời cũ, không có rơ le ngắt điện tự động và bình đã sử dụng quá lâu, thì hệ thống này thường không đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Trên thực tế đã có rất nhiều những vụ tai nạn với những cái chết thương tâm từ bình nóng lạnh bị giò điện.
quá trình hoặc là cái sự hỏng hóc đối với bình nước nóng thì là nó vẫn luôn luôn có, nó theo thời gian hoặc là theo cái quá trình sử dụng của chúng ta. Và đặc biệt là nếu như cái nguồn nước mà chúng ta cấp cho cái bình hoặc là chính là cái nguồn nước sinh hoạt của những gia đình nhà chúng ta đấy mà nó chất lượng không tốt, nó có chất lượng không tốt thì nó sẽ dẫn đến là cái tốc độ hỏng hóc của bình thì nó sẽ tăng cao nhanh hơn. Cái hỏng hóc mà là phổ thông mà chúng ta hay gặp đó là cái việc đóng cặn ở trong sợi đốt của trong bình đun nước nóng. Thì nếu như mà nước ở nhà chúng ta là nước nó không được sạch hoặc là có cái độ cứng cao thì cái tốc độ đóng cặn ở trên sợi đốt của là bình đun nước nóng nó sẽ nhanh hơn, và do đó lâu dần theo thời gian thì cái đóng cặn đấy nó sẽ gây ra tác động, hai tác động. Tác động thứ nhất là nó làm giảm cái hiệu quả trao đổi nhiệt giữa sợi đốt với lại là cái phần nước xung quanh, và do đó nó sẽ làm tăng cái chi phí điện năng mà chúng ta cần phải bỏ ra, hoặc là nó làm kéo dài cái thời gian cần phải ra nhiệt cho cái bình nước nóng của chúng ta. Đấy là yếu tố đầu tiên. Yếu tố thứ hai, nó sẽ tăng cái nguy cơ liên quan đến hỏng hóc, và lúc này là hỏng hóc chính cái sợi đốt đó. Tại vì là cái sợi đốt nó không được trao đổi nhiệt với cái nước xung quanh ở trong cái bình chứa hoặc là cái phần mà trao đổi nhiệt, dẫn đến là cái nhiệt lượng đấy nó sẽ làm cho cái nhiệt độ của vị trí sợi đốt nó sẽ tăng cao lên. Và nếu như mà cái nhiệt độ đấy mà nó tăng quá cao, vượt qua cái ngưỡng bền, ngưỡng chịu đựng của cái vật liệu chế tạo, thì nó sẽ gây chập cái sợi đốt đấy với lại nước xung quanh. Đấy là cái nguyên nhân nó dẫn đến chính trong những trường hợp mà chúng ta hay nghe đến cái việc là dẫn chạm chập hoặc là rò điện từ bình đun nước nóng ra ngoài. Tôi cũng có theo dõi một số vụ tai nạn. Nhưng nguyên nhân chính vẫn là thứ nhất là bình chưa có chống giật. Thứ hai là do mình thường xuyên không thường xuyên xúc xả bảo dưỡng định kỳ ấy, thì là cái sợi đốt ấy nó bị ăn mòn, nó bám nó dẫn đến nổ cái sợi đốt thì là nó sẽ điện nó sẽ dò ra nước thì nó sẽ dẫn đến là bị giật. Hiện nay lượng gia đình sử dụng bình nóng lạnh đã phổ biến rộng rãi và vẫn có xu hướng tăng lên không ngừng. Tuy nhiên, không phải là sản phẩm quá mới, nhưng nhiều người sử dụng vẫn thực sự chưa hiểu hết, hiểu rõ được những nguyên tắc khi sử dụng bình nóng lạnh để đúng kỹ thuật và hiệu quả cũng như an toàn. Lựa chọn bình nóng lạnh của các nhà chế tạo có uy tín. Khi nối điện cho các bình nóng lạnh, cần nối đủ 3 dây, trong đó có 2 dây nối vào nguồn điện và 1 dây nối đất đúng tiêu chuẩn để bảo vệ chống rò điện. Sử dụng thiết bị Automat chống dòng rò, thiết bị này sẽ tự động cắt điện nếu có sự cố rò điện ra vỏ. Thường xuyên mở bình và kiểm tra bên trong bình chứa, sau đó hút cặn, sụp rửa bình và bộ lọc bên trong theo định kỳ. Nếu như trong quá trình sử dụng, bình nóng lạnh có hiện tượng rò rỉ điện, cần phải gọi đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp đến kiểm tra và khắc phục ngay, tránh ảnh hưởng đến sự an toàn của người sử dụng. Từ 10 đến 15 phút trước khi tắm, không nên bật 24/24 giờ. Đặc biệt, để đảm bảo an toàn trong khi sử dụng, cần phải ngắt điện trước khi tắm. Nếu trong nhà có trẻ em, chú ý không đặt nhiệt độ của bình quá cao và công tắc lắp đặt cũng nên ở ngoài tầm với của trẻ. Thời gian mà chúng ta cần sử dụng nó, cái thiết bị đó thì không phải là lúc nào cũng chúng ta cũng sử dụng. Trong một năm chẳng hạn, thì ở miền Bắc thì chúng ta sẽ dùng nó vào mùa đông hoặc mùa thu hoặc là giữa đông xuân đó. Thế còn trong giai đoạn mùa hè thì chúng ta sẽ có ít nhất cũng nhu cầu sử dụng nó hơn, và do đó là nếu mà chúng ta cần phải điều chỉnh sửa chữa gì thì chúng ta có thể nên chọn cái khoảng thời điểm là vào, nghĩa là bắt đầu vào hè, thì do là cái nhu cầu sử dụng nó giảm xuống và do đó là cái khoảng thời gian để chúng ta dành cho nó, cái việc bảo dưỡng sửa chữa nó sẽ phù hợp hơn. Đó là cái thứ nhất.
Cái thứ hai nữa là thông thường các nhà sản xuất họ cũng khuyến cáo là trong một cái khoảng thời gian nào đó là chúng ta nên đưa cái bình nước nóng ra ngoài để mà chúng ta làm một động tác rất đơn giản và chi phí nó rất là thấp, đó là xúc rửa lại cái sợi đốt ở bên trong cũng như là cái bề mặt của cái bình chứa. Đó thì cái động tác đó có thể thực hiện tùy theo cái sản phẩm của các cái nhà sản xuất họ cung cấp, họ khuyến cáo. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là thông thường thì chúng ta nên thực hiện trong vòng 3 đến 5 năm. Mặc dù là nhà sản xuất thì họ bảo hành, bây giờ có rất nhiều nhà sản xuất họ bảo hành cái bình chứa của chúng ta là 10 năm. Cái đấy thì không sẵn có gì sai cả. Tuy nhiên cái vị trí mà nó có thể gây ra nguy cơ nó lại đến từ sợi đốt. Và chúng ta có thể quan sát thấy một cách dễ dàng là không có cái nhà sản xuất nào họ bảo hành cái sợi đốt của chúng ta một khoảng thời gian lâu như thế, mà chỉ là bảo hành cái thời gian là cái bình chứa. Đấy, thế thì cái khoảng thời gian mà chúng ta nên thực hiện cái động tác bảo dưỡng để làm sao cho nó tốt hơn ấy, đó là khoảng từ 3 đến 5 năm. Rồi chúng ta có thể tham khảo thêm ở cái khuyến cáo của nhà sản xuất. Tuy nhiên khoảng thời gian như thế là phù hợp và chúng ta nên chọn vào khoảng thời gian là đầu hè để mà thực hiện cái việc đó. Sử dụng bình nóng lạnh, mọi người nên bật automat trước khi tắm, trước khi sử dụng khoảng 15 đến 20 phút. Và sau khi mình sử dụng xong thì mình nên không có sử dụng nữa thì mình nên tắt automat đi để cho vừa đảm bảo an toàn và vừa đỡ tốn điện. Cứ 2 năm mình nên gọi thợ đến xúc xả và bảo dưỡng định kỳ thường xuyên một lần thì nó sẽ bền và nó không bị tránh cái hiện tượng rò rỉ điện. Thì nó sẽ biết trước được cái chẳng hạn như họ thợ mình đến tháo cái sợi đốt ra mà có hiện tượng mà cái này nó không an toàn thì là nó đã mòn rồi thì thợ sẽ chỉ cho gia đình biết, thì chứ nếu mà không tháo ra vệ sinh ấy thì nó ở trong bình thì không biết được. Trên thực tế, với những trường hợp bị điện giật, tử vong do rò rỉ điện từ bình nóng lạnh, không chỉ người trực tiếp xúc gặp nguy hiểm mà một phần không nhỏ trong số đó là do người nhìn thấy nạn nhân bị tai nạn vào cứu nhưng chưa được trang bị đầy đủ kiến thức, còn khiến bản thân bị liên lụy. Do đó, kỹ năng xử lý và cấp cứu người bị điện giật do rò rỉ điện từ bình nóng lạnh là rất quan trọng. Cái thiết bị sử dụng điện ở trong nhà chúng ta là ngày càng trở nên phổ biến. Và do đó là kỹ năng sơ cứu người khi bị điện giật là một những kỹ năng cơ bản mà chúng ta cần biết. Thế thì để sơ cứu cái người bị điện giật, thì cái việc đầu tiên chúng ta cần phải quan tâm đó là chúng ta cách ly hoặc là chúng ta loại trừ cái nguồn điện có đang trực tiếp gây ra cái nguyên nhân là người bị điện giật bằng cách là chúng ta tắt cầu dao hoặc là chúng ta tắt automat. Sau đó việc thứ hai chúng ta cần phải làm đó là chúng ta bổ sung cái lượng ánh sáng ở trong cái khu vực mà chúng cần cái thao tác, tránh cái việc mà khi mà chúng ta cắt nguồn điện thì cái ánh sáng mà trong khu vực mà chúng ta cần quan sát hoặc là cần cứu người đấy nó cũng không tồn tại, không có thì nó dẫn đến có những nguy cơ khác, ví dụ chúng ta vấp ngã hay là chúng ta làm cho cái thời gian mà sự cứu được người ấy nó bị kéo dài, và do đó là cái hiệu quả cứu người nó sẽ không cao. Và thứ ba chẳng hạn là cái kỹ thuật liên quan việc là hô hấp để mà nó trợ thở cho cái người bị điện giật. Thế thì khi mà chúng ta thực hiện thì tóm lại là gì, chúng ta nên cách ly cái nguồn điện gây ra cái điện giật. Cái thứ hai nữa là chúng ta chuẩn bị đảm bảo cái việc ánh sáng ở trong khu vực mà cứu người bị giật là có. Không thể phủ nhận sự tiện lợi và hữu ích của bình nóng lạnh trong gia đình. Song người dân cũng phải tìm hiểu và học cách sử dụng sao cho hợp lý và đúng đắn nhất để tăng tuổi thọ, độ bền của thiết bị, cũng như đảm bảo an toàn, bảo vệ sức khỏe của các thành viên trong gia đình mình.